nào đang thua ấy, đang thắng ấy. Hả? Đội nào thắng ấy? Ai kéo một bên, hai cây một bên à? Muốn to cái này xuất trở vào. Hai kéo bên, hai cây một bên đấy nhỉ? Xin chào các bác. Hôm nay theo cái lời hẹn của hôm qua các bạn, thì hôm nay vào lấy xe của bé đi để sửa chữa lại cho bé. Nhưng mà vừa rồi mình hỏi thì cái quán sửa xe lại không ở nhà. Nên mình đợi xem là tầm khoảng trưa trưa thì xem họ đi làm, xem họ có về chưa. Mình sẽ đem xe ra đây ngoài đấy và sửa nha các bạn nhé. Rồi hỏi bảo là chẳng thấy đấy có ai ở nhà đâu, không có ai nhỉ? Gia đình họ là làm hết đấy, quán họ làm hết. Rồi mình hỏi cuối đi vừa đây đi rửa bát với các bạn, rất là chăm chỉ luôn. Anh nhìn nhà rửa bát, tôi bảo sáng nay đi làm cỏ ruộng rồi, vừa về thôi, mình vừa hỏi xong. Đi nấu cơm chưa nhỉ? Nấu chưa? Chưa. Hôm nay mình nấu cơm, tôi đi mua thức ăn rồi nhá. Muối tóc vào không? Có niềm muối tóc à? Niềm bột tóc vào không? Thì lấy xong tí mua thức ăn cho nhá. Giỏi lắm nhỉ? Bé tí này đi làm cỏ ruộng rồi, xong là rửa bát cái thứ, đỡ mẹ. Hai anh em mình cũng đi tìm hết khả năng để tìm quán sửa xe rồi các bạn, nhưng mà không có quán nào sửa. Bây giờ nếu mà đem ra thị trấn thì cũng phải tầm khoảng 20-30 cây số, cũng khá là xa. Và bây giờ anh em mình cũng cần trưa rồi, cũng đi mua được một ít thịt lợn để về cho các bé và chị để nấu cơm trưa ăn. Về đi, về nhà đi. Bé đang nghịch đây, đang chơi xích đu các bạn. Đấy. Xích đu buộc cái tải vào dây và hai cái tải làm xích đu. Chị làm thức ăn cho bé đi. Chị nấu cơm chưa? Đây, thức ăn cho bé. Chị cứ nấu ăn đi, không mà nấu cái phần em đâu. Bọn em không ăn đâu. Vâng, bọn em vừa mới ăn xong. Vâng, chị nấu cho bé ăn đi. Thôi chị ạ, chị nấu một phần thôi, còn một phần thì để gửi vào tủ lạnh hoặc là làm cái gì để bảo quản nó đi chị. Để cho nó mùa này nóng thì không cẩn thận nó bị thiêu mất đấy, ung mất. Nên là chị làm gì để xem mà bảo quản. Hoặc đấy đi gửi nhà ai có ở gần đây có tủ lạnh ấy. Gần nhà anh Hàn. Đấy, đi gửi vào đấy đi cho đến bữa mình về lấy về ăn thôi. Vâng, ăn hết thì hôm nay em lên em lại mua cho. Nấu cơm cho bé đi. Chuyển tích mắt đi lên. Thanh niên. Sợ à? Đâu xem nào. Chạy. Mặt phải đen chỉ. Nghịch mà. Cái này để đặt đấy. Không mấy trăm được. Cũng rẻ đó chị ạ, không à? Vâng, có đáng gì đâu ạ. Mình ra thì cũng chẳng có thịt nạc mấy nữa các bạn ạ. Thì có mỗi miếng thịt này của một cô cũng mua rồi, nhưng mà mình lại mua lại các bạn, vì quán hôm nay mổ lợn thì cũng hết rồi. Nên là mình cũng nói khó với họ là mua thì cô lại để lại cho mình.
Vừa rồi em có mua cà chua với cả hành nữa ấy, chị. Em chỉ làm được món gì thì chị làm. Làm đủ ăn hay không thì em đốt tủ lạnh đi chị ạ. Nhà bác ở đây có tủ lạnh đúng không? Nhà hàng xóm có tủ lạnh đúng không? À. Vừa rồi em cũng đi hỏi hết các quán ở trong làng rồi chị ạ. Mà không có quán nào họ sửa cho được. Toàn là sửa xe máy thôi. À. Nếu mà bây giờ mà đem ra tận thị trấn ngoài thì sửa thì cũng xa lắm. À. Đây vừa rồi mình cũng để ý đây các bạn. Nhà chị còn làm một miếng da trâu. Treo các bếp chị bảo là cũng để lâu lắm rồi. Treo trên các bếp đây. Bùa hóng dính mấy tay. Cái món này mất nhiều thời gian lắm ấy. Để vài tháng rồi mới được ăn ấy. Mà nấu cũng lâu. Nấu cũng lâu. Có biết nấu ăn không? Hả? Có biết nấu ăn không? Có à? Ồ. Bé tí biết làm ruộng, nấu ăn, rửa bát các thứ rồi. Thế thì giỏi nhỉ. Đấy, tắt lên. Tìm cái kẹp à? Em lấy cái kẹp bên này. Dạ. Tặng rơi nhá, đủ nhá. Nhỏ mà biết vào bếp nấu ăn rồi đấy các bạn. Ở thành phố chắc là tầm tuổi này nhiều bạn còn ăn cơm nóng vẫn còn khóc ấy nhỉ. Không thấy cà chua cho bạn chị. Cho cà chua. Chị làm. Thank you.
Nhà mình lên nước là lấy ở dưới nhà bác ở dưới kia rồi chị. Ừ. À, nhà bác mà hôm nay cuốn xuống rửa bát vậy ạ? Ừ. Nóng nha. Để cho đun tiếp chứ. Vâng, em mời chị đi ạ. Mời các cháu đi. Thịt không ăn cơm à? Ăn thịt thôi. Bữa nay thì ăn thịt thôi. Rồi. À, không nghịch, không nghịch. Đang ngồi mẹ ăn cơm chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đã ăn với cơm mới no chứ. À thanh niên, ăn thịt không thì sao no được. Đã ăn với cơm mới no được chứ. Đã ngồi với mẹ với chị Cương chứ. Anh nên ngại các bạn. Ngại ra một góc ăn cơ. Lại rơi tiếp rồi. Vào ngồi trong nhà thôi. Ngon không? Ngon không cu? Rồi các bạn ạ, hôm nay video mà anh em mình lên bản, lên nhà chị và cháu đây để lấy xe đi sửa cho cháu. Nhưng mà hai anh em mình cũng đi rất là xa, đi rất là nhiều quán mà không ai sửa cho. Ở trong này không có chỗ sửa xe đạp ấy các bạn, phải đi ra rất là xa. Nên là mình cũng chưa biết khắc phục kiểu gì được. Nếu mà bây giờ trở ra tận thị trấn thì cũng xa nữa. Chắc là tiến tới thì mình sẽ mua đồ ở ngoài vào và đem đồ vào trong này để sửa thôi. Anh em mình sửa trong này thôi, để cho cháu đi học đỡ vất vả. Chứ đường xã xa xôi như thế thì đi học về đã tan học muộn rồi. Còn đi bộ về nhà nữa, xong rồi trời nắng mùa hè này nữa thì rất là thương cháu. Ngày mai là đi học rồi ấy nhở? Cún nhở? Mai là đi học chưa? Chưa, à ngày kia mới đi đúng không? Mai chủ nhật rồi. Hôm nay cuối tuần bé nghỉ nhà các bạn. Vào đây. Chiều có phải đi làm cỏ ruộng nữa không? Chắc là anh em mình cũng di chuyển đi về thôi các bạn. Vừa rồi thì cũng đem một ít thức ăn cho chị đây. Không ngủ được ấy. Xong thì đi chơi. Bye nha, về đây. Bye bye. À, chị em nhá. Bye nha. Lên em.